Cái gì ghi câu này cho mình. Nếu bạn thất bại trong việc lập mục tiêu và kế hoạch thì điều đó có nghĩa là bạn đang lên kế hoạch cho sự thất bại. Và mình lấy cho chị một cái ví dụ, anh chị có thể hiểu đây. Mình lấy ví dụ đây là cách gọi là các trưởng phòng kinh doanh đi. Đào tạo cả bên trong bên ngoài. Đầu tháng họ có mục tiêu, nhưng họ vào họ có kế hoạch. Sau đó thì ạ, đó là nỗ lực của họ trong khoảng 30 ngày. Họ nỗ lực nhưng mà cuối tháng gì ạ? Nỗ lực nhưng mà cuối tháng vẫn buồn. Đó vì nỗ lực của họ là gì ạ? Sai hướng. Đầu tháng thì là mục tiêu và kế hoạch, nhưng mà khi mình đọc vào cái bản mục tiêu và kế hoạch của họ ấy, thì mình thấy nó sai bé bé. Ngay từ đầu tháng ông đã sai trong việc thiết lập mục tiêu và kế hoạch. Thì ông càng nỗ lực thì sao ạ? Thì ông càng thất bại. Và đây là một cái vấn đề khi mình coaching cho rất nhiều các đội nhóm của các doanh nghiệp khác nhau, kể cả bên trong thì mình thấy một điều này. Mỗi ông trưởng phòng kinh doanh đầu tháng thiết lập mục tiêu thiết kế hoạch, và sau đó thì ạ, nỗ lực sai hướng. Và cuối cùng sau một tháng nhìn lại thì ạ, fail. Bởi vì bạn thiết lập mục tiêu kế hoạch sai ngay từ đầu. Tí mình sẽ nói có rất nhiều các đội nhóm thiết lập mục tiêu kế hoạch. Mục tiêu thì toàn đi chữ. Mọi người không? Không đo lường được. Đối với mình tất cả mọi thứ đều phải đo lường được. Bởi vì nguyên tắc của mình là gì? Cái gì không đo lường được thì không quản lý được. Đấy, nguyên tắc bất gì bất dịch. Ai không có kỷ luật trong việc đo lường một tối ưu chắc chắn sẽ gì ạ? Sẽ thất bại. Chú ấy nhìn này. Đây là nghiên cứu này. 7% là số nhân viên ít ỏi hiểu được chiến lược và mong muốn đạt được mục tiêu của tổ chức. Cái này lắm. Ở hầu hết các doanh nghiệp luôn. Nếu chúng ta không làm theo OKR thì nó không thể link với nhau được. KPI nó khó link lắm. 50% là phần hiệu suất của nhân viên bị lãng phí vào những việc không sinh ra lợi nhuận do nhân viên không hiểu mục tiêu. Chạy cho anh chị thấy tổ chức không? Với kinh nghiệm của mình là cái thằng ngu rất nhiều. Thấy nhân viên của mình có đứa rất chăm chỉ và rất nỗ lực, nhưng cuối cùng nó không được mình đánh giá cao. Mọi hiểu ấy. Nhân viên của mình rất nỗ lực, rất cố gắng, nhưng cuối cùng mình không đánh giá cao. Nên bởi vì làm sai việc của mình. Mọi hiểu yếu ạ. Nhưng đặt ra câu hỏi là mình có làm rõ với nhân viên của mình không? Tức là lãnh đạo, quản lý và nhân viên có đồng bộ với nhau không? Nhân viên nhá, rất nỗ lực, rất chăm chỉ, nhưng cuối cùng không đạt kết quả, nó làm hùng hục như con trâu vậy. Cuối cùng sếp gì ạ? Nó bảo là sếp không ghi nhận. Nhưng mà tao hỏi mày có làm đúng cái đâu ạ, có hiệu quả đâu ạ. Thế là cuối cùng rồi. Là lãng phí nguồn lực rất nhiều lên phần quản trị hiệu suất. Nên cái này là cái chị sẽ phải học cách, cho dù OKR nó khó, cái chị sẽ học cách làm việc bằng những con số và dữ liệu. Làm ở đây nó có nguyên tắc gọi là làm điều quan trọng. Các chị nhớ cho mình nhé, ghi vào lại làm điều quan trọng. Năm nào vào cứ ra Tết là mình sẽ có một chương trình gọi là kick off business. Mình sẽ nói về sứ mệnh, nói về tầm nhìn, giá trị cốt lõi, mục tiêu và chiến lược đạt mục tiêu. Và năm đấy thì chắc chắn là các lãnh đạo quản lý sau chương trình kick off đấy là các anh chị sẽ phải có một cái bảng. Và tất cả anh chị ở trong các khối kinh doanh là sẽ phải gì ạ? Sẽ phải lên ký vào đấy. Mọi người hiểu không ạ? Ký và xác nhận vào đấy và cùng nhau bám đuổi. Đây là một cái gọi là sự cam kết. Anh là Hoàng Mạnh Cường, hiện tại thì anh đang là founder của Học viện Thương mại Điện tử Topmark. Thì bên anh đang hoạt động trong lĩnh vực về đào tạo kinh doanh online ở trên các cái nền tảng như sàn thương mại điện tử, như là các cái nền tảng về e-commerce. Hiện tại thì về doanh nghiệp của anh thì đang gặp phải một số những cái vấn đề liên quan đến vấn đề về vận hành, liên quan đến vấn đề về nhân sự. Bản thân doanh nghiệp của mình hoạt động từ trước giờ thì mình cũng còn thiếu sót rất là nhiều những cái bảng số liệu để mình có thể đo lường và đánh giá các cái hiệu quả của nhân sự và các cái chiến lược. Mình có chiến lược rồi nhưng mà mình chưa gọi được tên nó và mình chưa có những cái kế hoạch một cách cụ thể để đưa xuống các cái phòng ban bên dưới để cho mọi người vận hành và chạy một cách hiệu quả hơn. Sau khi mà tham gia cái khóa học này thì anh nhận thấy rằng là với anh Dũng thì anh Dũng có rất là nhiều những cái góc nhìn từ các cái case study từ bên nước ngoài hay là những cái phương pháp luận của anh Dũng thì nó sẽ rất là rộng, khiến cho anh bổ sung được thêm rất là nhiều những góc nhìn về chiến lược kinh doanh, chiến lược về marketing hay là về hệ thống nhân sự. Thì đó là những cái điều mà anh cảm thấy là anh Dũng nói đâu thì chạm tới mình tới đó. Nhưng mà gần đây nhất thì anh tiếp cận qua kênh YouTube thì có nghe một cái buổi live stream của anh ấy. Sau khi mà anh tìm kiếm một số những cái từ khóa thì thấy cái buổi live stream của anh ấy thì anh nghe và anh
anh tham gia vào chương trình đào tạo này. Sau khóa học này thì anh rất là cảm ơn, tại vì là nó đã cho anh thêm được rất là nhiều những góc nhìn, khiến cho cái công việc kinh doanh của mình, dẫn đến là các cái yếu tố dẫn đến là mình ra quyết định ấy, nó sẽ được hiệu quả hơn, tại vì là mình có thêm bổ sung thêm rất là nhiều góc nhìn từ những cái kiến thức mà anh Dũng và HBR mang lại. Sau hơn một năm tham gia vào cộng đồng HBR dưới sự chia sẻ giảng dạy của thầy Tony Dũng và một số chuyên gia từ cộng đồng HBR, thì mình cảm thấy là bản thân Minh Hoàng cũng như là doanh nghiệp cũng đã có những cái bước nhảy vọt nhất định. Tuy nhiên thì để năm 2024 thì cái khóa học năm nay mình đặt ra một cái mục tiêu khá là thách thức để làm sao mình có thể hoàn thành tốt hơn và mang lại nhiều cái giá trị hơn cho cộng đồng và cho ngành của mình. Về cộng đồng Business Master thì Minh Hoàng tham gia được năm nay là năm thứ hai, thì cũng có những anh chị em cùng tham gia vào cái thời điểm đó, thì đến nay thì tất cả đều có những cái sự tăng trưởng và có những bạn, có những doanh nghiệp thì ở một cái tầm level tăng trưởng rất là mạnh mẽ rồi. Thì ở trong cộng đồng thì cũng chủ yếu là toàn các doanh nghiệp trẻ, và chúng tôi có những cái cùng cái tư duy và cùng một cái văn hóa trong cộng đồng, đó là học tập phát triển liên tục, không chỉ từ HBR, không chỉ từ thầy Tony Dũng, mà chúng tôi còn liên tục giao lưu, kết nối và học hỏi lẫn nhau. Thực sự là khi mà học thì mình kiểu các cái chiến lược về ví dụ như là về BSC, về OKR nó rất là chi tiết và rất là bài bản. Đấy, và không những là đến cái khóa này thì anh được học từ thầy Tony Dũng mà còn được học từ các anh em cộng đồng Business Master. Đấy là những cái bài học rất là thực tế và rất là chạm với những cái vấn đề mà anh đang cần giải quyết. Đấy, cho nên là anh nghĩ là cái buổi học hôm nay mà nếu mà anh mà được học sớm hơn thì chắc chắn là cái sự phát triển nó còn tốt hơn rất là nhiều. Thầy Tony Dũng và cộng đồng Business Master là một cái cộng đồng, phải nói là cộng đồng về hành động rất là quyết liệt và ai cũng máu lửa. Đấy, và cộng thêm là có cái sự cố vấn rất là tận tình của thầy Tony Dũng, thì những cái chiến lược và những cái quyết định của anh em trong cộng đồng nó cũng dần dần nó bài bản hơn và nó mạch lạc hơn. Đấy, dẫn đến là sẽ giảm được những cái sai lầm trong kinh doanh. Đấy, và đấy là đều là những cái sai lầm mà rất là đắt giá. Đấy, cho nên là, và cộng thêm là cộng đồng thì rất là giao lưu chia sẻ với nhau, và cộng đồng thì được một cái lợi ích đấy là rất là lớn, đó là mình được học từ những anh em kể ở cùng ngành hay khác ngành thì đều rất là nhiệt tình chia sẻ. Xin chào tất cả mọi người, mình là Hoàng Sơn. Hiện tại mình đang kinh doanh lĩnh vực salon tóc và mỹ phẩm tại Bắc Ninh. Trong thời gian mình vào HBR thì mình nhận được rất là nhiều giá trị về học tập. Trước khi đến với khóa học thì mình gặp những cái khó khăn trong công việc, ví dụ như là không có kế hoạch cụ thể trên biểu đồ cũng như là trên văn bản rõ ràng, mà không đo lường được những cái công việc mà mình đang thực hiện, không có những báo cáo rõ ràng từ phía cấp dưới đối với mình. Thành ra công việc kinh doanh của mình đôi khi nó sẽ không được chi tiết. Trước khi tham gia cái khóa học xây dựng kế hoạch của năm 2023 thì mình đã rất là mông lung trong vấn đề lập kế hoạch trong việc kinh doanh trong năm tới. Thì sau khi tham gia khóa học 2 ngày của thầy Tô Lý Dũng thì mình đã xác định được rõ ràng mục tiêu và những mắt xích công việc cần thiết phải làm liên kết với nhau trong năm tới thật rõ ràng. Đấy là cái mà mình cảm nhận được rất là tuyệt vời khi mà tham gia cái khóa học này. Sau khi tham gia khóa học ở cộng đồng thì mình đã học được rất là nhiều thứ, lập trình những công việc nó được rõ ràng hơn theo từng bước cụ thể và có đo lường và cải tiến từng ngày. Và quá trình học tập cũng giúp đỡ cho mình rất là nhiều trong những công việc như thế này. Mình được học tập và cải tiến liên tục. Cái việc thứ hai là mình có kế hoạch cụ thể, rõ ràng trong công việc. Và cái thứ ba là có ý thức trong công việc, ví dụ như là thay đổi bản thân, lãnh đạo bản thân. Cái điều mà mình cảm thấy tuyệt vời nhất khi mà tham gia chương trình Leader Camp được trong thời gian vừa qua thì là cái đội nhóm của mình, đội ngũ core team của mình, các bạn ấy thay đổi rất là tốt. Và mình đang bắt đầu trong quá trình xây dựng và chuyển hóa lại nhân sự và xây dựng lại văn hóa nội bộ rõ ràng hơn và sắc nét hơn so với những năm trước. Thì bên anh trước đây là đang lựa chọn là sau khi ăn Tết xong đấy, thì mọi người bắt đầu ngồi lại với nhau và lên cái kế hoạch. Anh là Văn Chính và hiện tại thì anh đang là CEO của Học viện Ecom Academy Việt Nam. Và anh hiện tại thì cũng đang là một thành viên của Business Master của HBR Holding.
Cảm thấy rất là may mắn khi được là một trong số những thành viên như vậy. Và thứ hai thì anh cảm thấy rằng là thực sự là khi mà được tham gia vào cộng đồng Business Master thì anh cảm thấy được học hỏi từ rất là nhiều, từ thầy Dũng và từ rất là nhiều những anh chị ở trong cộng đồng thì toàn là những anh chị vô cùng xuất sắc, và mình được học hỏi từ tất cả mọi người. Trước khi đến với cả HBR và đặc biệt là đến với cái khóa học này thì anh đang thấy rằng mình có một cái sai lầm là như này. Thứ nhất là bên anh thường là sau khi ăn Tết xong thì anh mới ngồi và lên cái kế hoạch cho năm mới. Bởi vì lúc đấy mình cảm thấy là lúc đấy mới có cảm thấy có thời gian để thoải mái để mình làm. Đấy là cái thứ nhất. Và cái số 2 đó chính là khi mà anh lên kế hoạch thì anh lại lựa chọn cách là anh ngồi một mình, anh tự nghĩ và tự làm. Và chính bởi vì hai cái sai lầm đấy nên nó khiến cho rằng là những cái mục tiêu anh đặt ra trong những cái năm trước thì cái mức độ hoàn thành của nó chỉ ở trong mức là từ 50 cho tới 60% thôi. Và trước giờ anh cũng không biết là nguyên nhân của mình là tại sao mình lại chỉ có đạt được mục tiêu như vậy. Và sau khi học xong thì anh mới biết được rằng là mình đang sai ở chính hai cái điều đấy. Sau khi tham gia 2 ngày học của chương trình lập kế hoạch kinh doanh thì anh thấy rằng là thực sự là có rất là nhiều bài học từ những cái chiến lược của anh Dũng, sau đó là những cái quy trình, những cái cách thức để triển khai, rồi những cái câu chuyện thành công. Thì anh thấy được rằng là có một cái bài học mà anh cảm thấy rất là hiệu quả đối với mình, đó chính là ma trận BCG. Thì đối ma trận đấy thì nó giúp cho anh là thứ nhất là nó nhận cho anh thấy được rằng là trong vòng 3 năm vừa qua anh phát triển thì anh không có tạo ra những sản phẩm mới, mà anh vẫn chỉ xoay quanh những sản phẩm mình đang có. Mình cứ cảm thấy hài lòng với những cái doanh số đang được tạo ra. Thì trong cái ma trận đó thì nó cho mình thấy rằng là đó chỉ là được coi là một con bò sữa thôi. Và chúng ta cần có những cái sản phẩm như là một cái sản phẩm mới, nó cần phải được tạo ra. Đấy, và đấy là cái điều mà học xong và cũng cùng với cái sự tư vấn của anh Dũng thì anh đã tìm ra cho mình được rất là nhiều những sản phẩm mới để anh có thể là cho một cái năm 2023 nó rực rỡ hơn, có doanh số lớn hơn và chắc chắn rằng là nó sẽ phải tăng trưởng gấp 5 và thậm chí lên tới gấp 10 lần nhờ những sản phẩm mới đấy. Và thứ hai đó chính là tìm ra những con sản phẩm ngôi sao. Đấy, thì anh đã lựa chọn được từ những cái việc là đúc kết những cái sản phẩm mới thì anh đã lựa chọn ra được một vài con sản phẩm ngôi sao nữa để giúp cho cái mô hình của mình nó sẽ đạt được những cái giá trị lớn hơn cũng như là hiệu quả hơn và doanh số tăng trưởng hơn đối với cả công ty và đối với cả khách hàng của mình. Thì thực sự là cái ý tưởng mà viết sách là ý tưởng mà chưa bao giờ anh nghĩ tới trước khi gặp anh Dũng. Và cái ngày mà anh Dũng chia sẻ về điều đấy thì anh nghĩ rằng cái việc viết sách nó là một cái điều gì rất là khó và anh nghĩ rằng là anh sẽ không thể làm được. Thế nhưng là được một hồi anh Dũng tư vấn và coach cho mình về việc viết sách thì anh cảm thấy rằng là trời, tại sao nó có thể dễ như vậy. Và ngay lập tức thì anh Dũng đã chia sẻ cho anh về cái việc là viết sách và anh cũng đã bắt tay vào cho cái việc viết sách. Và trong năm 2021 vừa qua thì anh cũng đã ra mắt cho mình được một cái cuốn sách. Và thực sự là nhờ cái cuốn sách đấy nó đã giúp cho anh là cái thứ nhất là về thương hiệu bản thân của mình nó đã được định vị rất rõ ràng hiện trường. Bởi vì rất là may mắn là tại cái thời điểm anh Dũng tư vấn cho anh và anh cũng đã làm ngay, nên là anh chính là cái người đầu tiên ở trong cái lĩnh vực về thương mại điện tử và cụ thể là lĩnh vực Shopee đã viết được cuốn sách. Nên là cái người đầu tiên thì bao giờ là cũng rất là nổi và cũng như là được mọi người biết đến và gọi là ngưỡng mộ mình rất là nhiều. Và cái thứ hai là anh thấy rằng là sau khi mà mình đã có cái thương hiệu đến từ cuốn sách đấy rồi thì cái tỷ lệ chuyển đổi giữa các anh chị học viên, giữa các khách hàng đến với mình nó cao rất là nhiều. Bởi vì trước đây thì mình chỉ thông qua cái việc mình phải có những cái cơ hội để nói chuyện, nhưng còn ngày hôm nay thì có cái cuốn sách thì mọi người đọc qua cuốn sách là đã hiểu mình hơn rất là nhiều, yêu quý mình hơn, tôn trọng mình hơn, ngưỡng mộ mình hơn. Và từ đấy cái tỷ lệ chuyển đổi của anh nó tăng gấp khoảng tầm 3 lần so với cái trước đây, trước khi mà có cuốn sách. Và ngày hôm nay thì sau khi mà được tham gia cái khóa học thì anh Dũng đã tiếp tục gợi ý cho anh là nên viết ra thêm một cuốn sách nữa. Và chắc chắn rồi là anh sẽ đặt một trong số những mục tiêu mới của năm 2023 sẽ là viết thêm một cuốn sách nữa cho bản thân mình.